Alo, sao chết? Sao chết? Hello mọi người. Ngày đầu tiên làm việc sau nghỉ lễ có gì vui không mọi người ơi? Sáng nay thì mình vớ ngay một quả là đứt cáp cho nên là không có đăng nhập vào mail được. Nên là có cái buổi livestream này luôn. Ok, để chuẩn bị ha. Để xem nào. Nghỉ dịch tiếp. À, đợi 1 2 phút nữa chúng ta bắt đầu ha. Chung cái buổi này thì sẽ hy vọng là giúp mọi người có thể cải thiện được tốc độ internet mà tới cái dịch vụ quốc tế, ví dụ như là Zoom này, Microsoft Teams này, Google Meet này, hoặc là Facebook cũng được. Riêng Facebook với YouTube thì chúng ta vẫn truy cập với tốc độ nó tương đối ổn, tại vì họ có cái hệ thống server tại Việt Nam. Còn mình không rõ những cái dịch vụ khác là như thế nào, cho nên mà những cái nào mà thuộc phạm vi quốc tế mà truy cập chậm á thì chúng ta chắc phải cần sự trợ giúp rồi. Rồi chúng ta bắt đầu ha. Thì cái vấn đề đứt cáp thì năm nào cũng có rồi, năm thì đều đặn 5 6 lần gì đó. Thì đứt cáp thì không có nói nhiều, nhưng mà cái hậu quả của nó là những cái trang web, website, những cái dịch vụ quốc tế thì chúng ta bị chậm. Ví dụ như là hệ thống họp trực tuyến Zoom nè, hệ thống họp qua Microsoft Teams nè, rồi hệ thống qua Google Meet chẳng hạn. Thì mùa này là bắt đầu đi học online thì nhu cầu dùng rất là nhiều, mà bị chậm thì cũng khó mà chúng ta có thể sử dụng được. Một số dịch vụ khác ví dụ như mình hay dùng như là Office 365 này của Microsoft này, hệ thống thiết kế dịch vụ thiết kế mà chúng ta tự thiết kế Canva cũng bị ảnh hưởng ha. Thì cái thủ thuật này sẽ giúp chúng ta kết nối được nhanh hơn với những cái website đặt ở phạm vi quốc tế thôi. Còn website ở Việt Nam thì mình kết nối trực tiếp tới những cái server tại Việt Nam thì không có vấn đề. Ví dụ như Zalo thì chúng ta đôi khi thấy nó vẫn lót, nó vẫn nhanh thôi, tại vì hệ thống nó đặt tại Việt Nam nha. Còn này sẽ áp dụng cho những cái hệ thống đặt tại nước ngoài ha. Rồi thì khoảng tầm 2 ngày nay á, thì tốc độ internet của ở nhà mình á, thì dùng nó rất là chậm. Bình thường là mình dùng cái gói là 100 m, tốc độ là 100 m đó. Thường hai mấy anh nên đăng ký internet tư vấn á, thì mùa dịch thì bắt đầu là mấy ảnh mới nhân đôi băng thông lên là thành 200 m. Thì cái mê này nó là chỉ là tốc độ từ cái nhà của mình tới cái hệ thống của nhà mạng đó thôi. Ví dụ như tới Viettel ở đây là Viettel Đà Nẵng chẳng hạn, hoặc là tới FPT thôi, chứ nó không có tính từ 100 m là từ đây kết nối tới hệ thống Facebook hoặc là Google hay là ở nước ngoài nha. Sai nha. Cái băng thông quốc tế nó rất là mắc, cho nên là đây phần nhà mạng những cái phần này họ họ không có công bố rõ ràng. Còn có những đơn vị họ họ công bố và họ cam kết rõ ràng thì những cái gói nó rất là mắc. Nè đây này, đứt cáp nè. Đứt cáp nhanh ha. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy báo chí cũng như là thông tin nhà mạng thông báo về cái đợt đứt cáp này, chắc cũng phải hết hôm nay hoặc ngày mai gì đó. Thì cái này là bên mấy bạn bên nhân viên internet họ thông báo thôi.
Viettel thì ảnh hưởng nhiều nhất nè. Ngoài ra thì có FPT, VNPT rồi các kiểu cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều nha. Nên thì đó là nguyên nhân ha. Bây giờ mình sẽ demo vấn đề đây. Ví dụ như thế này, mình lót lại cái mail ha. Đây là hệ thống email Office 365 ha của Microsoft. Thì như tình trạng hồi sáng á. Hồi sáng thì nó kết nối nó truy cập như thế này nè. Này. Sáng mà khi kết nối truy cập thì nó kiểu kết nối nó sẽ như thế này nè. Đó, nha. Đó, nó bị như thế này. Nó rất là khó kết nối. Đó. Thì sau khi mình dùng cái biện pháp mà mình chuẩn bị giới thiệu với mọi người thì mình truy cập lại được bình thường ha. Này giờ nó quay nè, coi nó quay nè. Đó, nó nhảy như thế này nè. Không có vào làm việc được luôn, gửi mail cũng không nổi. Thì không hiểu vì lý do gì mà hệ thống của 365 bị ảnh hưởng rất là nặng. Như thế này nè, quay vòng như thế này nè. Rồi, về lý do thì đứt cáp thì mình không nói nữa lý do ha. Còn hệ quả là học online bị gián đoạn nè. Coi clip trên Facebook cũng bị chậm nè. Coi clip trên YouTube thì đôi khi cũng có thể là bị chậm ha. Thì bây giờ mình xử lý như sao? Thì chúng ta dùng một cái phần mềm đây. Đó là một cái hệ thống cung cấp mạng VPN ảo ha, cho phép chúng ta tăng tốc độ kết nối với những cái dịch vụ ở nước ngoài. Thì nó có rất là nhiều ứng dụng ha, chúng ta có thể cài trên điện thoại di động nè và cài trên máy tính. Ở đây mình cài hướng dẫn cài trên máy tính Windows ha. Còn máy tính mấy bạn nào dùng Mac thì có thể cài theo này, hướng dẫn này đầy đủ ha. Bây giờ mình tải và mình cài ha. Tải về ha. Nó khoảng 81 MB. Đúng rồi, thầy Quý 365. Trời ơi, sáng giờ nghỉ vô luôn ha. Sau khi tải xong á thì các bạn tìm đến cái thư mục mà chúng ta lưu rồi ha. Chúng ta bấm cài đặt nha. Chúng ta bấm cài đặt thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo như thế này. Rồi chúng ta bấm next ha. Chúng ta cứ bấm next rồi cứ install thôi. Thời gian cài thì cũng cũng nhanh thôi, không có lâu lắm ha. Quay nãy giờ chưa xong luôn này. Đó. Rồi. Cái trang fast.com này á, nó là một cái trang đo tốc độ internet của mình ha. Cái trang này thì nó sẽ kết nối tới server của tại từ Nha Trang này, nó kết nối tới Hồng Kông và Singapore. Thì nó cho tốc độ kết nối của mình hiện tại của mình là 5.7 MB ha. Còn Speedtest nó là một cái trang mà nó cho phép chúng ta kết nối tốc độ internet của mình để kiểm tra. Thì mình sẽ kết nối tới một cái server tại Sing ha, mình chọn là Singtel ha. Có thử nha. Mình go. Của mình là từ Viettel tới Singapore ha. Coi thử nó tốc độ bao nhiêu, nó có bằng thằng này hay không ha. Rồi sau đó chúng ta so sánh kết quả sau khi chúng ta cài cái ứng dụng này. Coi thử nó như thế nào. Rồi chúng ta chạy lại ha. Đây là test trước khi sử dụng phần mềm ha. Chờ thôi. Khi mà bạn chọn server của Singapore thì nó sẽ phản ánh được tốc độ thực từ hệ thống mạng của bạn từ Việt Nam ra Singapore ha. Là có 0.6 mấy à. Cái này thì làm ăn được cái gì? Đó. Rồi, bây giờ nó cài xong rồi nó sẽ bấm finish ha. Cài xong thì bạn thấy nó sẽ cài một cái ứng dụng ngoài này cho chúng ta nè, để mình chuyển qua cái màn hình ảnh nền khác cho các bạn dễ thấy. Rồi, chúng ta sẽ có cái ứng dụng này, được chưa? Bây giờ chúng ta kiểm tra tốc độ ha. Tốc độ download của chúng ta là 0.6 à. Upload thì 5.3 ha. Coi thử này coi. Ok chưa? Ồ, rất là nhanh. Ai cái này nè. Xem nào. Sao? Cái này không đồng nhất này, kết nối tới Singapore 280 ha. Upload ha. Chết lại nè.
không biết Viettel có đang fit hay không ha. Nói chung là tốc độ mà trước rồi kết nối ra internet quốc tế hiện tại đang rất là tệ. Bây giờ chúng ta bật cái phần mềm lên ha. Bật phần mềm lên thôi. Thực ra là hồi nãy mới gỡ phần mềm ra để có thể đây, nó sẽ hiện lên màn hình này. Chúng ta bấm, nếu mà các bạn mở mà nó không chạy á, các bạn bấm vào góc phải màn hình á, chọn mở lên ha. Chúng ta bấm Next nè. Rồi. À, đồng ý dịch vụ ha. Rồi nó đăng ký kết nối nè. Rồi nha. Hiện tại là đang disconnect, tức là chúng ta đang dùng mạng của chúng ta. Bây giờ chúng ta dùng mạng thông. Rồi bây giờ mình thử lại, mình lót lại cái dịch vụ Office 365 ha. Một lần chạy luôn. Thấy chưa? Các bạn thấy sự khác biệt không? Lót một phát là chạy vô luôn. Đó. Cho nên mà bạn nào đang sử dụng hệ thống Office 365 á thì có thể dùng cái này để tăng tốc độ lại ha. Rồi chúng ta đăng nhập lại nè. Thấy nó truy cập liền vô luôn, tức là đó. Còn về nguyên lý thì không rõ lắm, theo như một số anh chuyên gia thì anh nói là khi mà bật cái phần mềm này lên á thì nó sẽ kết nối thông qua một cái nhà mạng khác, mà nhà mạng này có cái tiếng cáp không có bị ảnh hưởng, cho nên tốc độ chúng ta được tăng tốc lên và chúng ta kết nối tốt tới những cái trang web quốc tế. À. Rồi bây giờ hiện tại chúng ta IP của chúng ta bấm nào. Chúng ta test Singtel ha. Rồi, speed test ha. Các bạn thấy nè, nó hiện tại nó đã nhận được cái thông tin vị trí mạng của chúng ta là Cloudflare Web nè. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối tới một cái server ở Hồng Kông, ở Singapore ha. Xem nào. Nó đang tìm server ha, chúng ta go ha. Rồi, nó sẽ kết nối tới một cái nhà mạng tại Hồng Kông ha. Cơ chế là nó sẽ đi qua một cái nhà mạng khác nha thầy quý. Nó ví dụ như nó sẽ đi qua một cái nhà mạng mà có tuyến cáp đặt trên đất liền chẳng hạn, hoặc là một cái nhà mạng khác có một cái tuyến cáp khác nó không có bị ảnh hưởng ha, và băng thông ra quốc tế nó vẫn còn đủ cho chúng ta đi ra. Khi mà đứt cáp á thì nhà mạng nó sẽ phân phối băng thông cho những cái dịch vụ quan trọng trước, ví dụ như là data center là những dịch vụ quan trọng mà những người dùng doanh nghiệp nè, thì họ sẽ có độ ưu tiên hơn đó. Rồi bây giờ chúng ta cho anh server ha, chúng ta chuyển qua Singtel nha. Chuyển qua Singtel, hồi nãy Singtel của chúng ta là có một chấm mấy à, thì chúng ta đo Singtel nha. Đo Singtel thử nó có lên hơn không. Đó các bạn, nó thầy quý thấy không, nó nãy upload có download có một chấm mấy à, bây giờ nó lên tới tám mấy rồi kìa. Tương tự cho ứng dụng di động này các bạn có thể cài ha để tăng tốc độ trên điện thoại di động. Thực quan thường hôm tối hôm qua á, tối hôm qua là Minh có tham dự một cái buổi họp trên Zoom của GCI Khánh Hòa, thì ban đầu dùng mạng trực tiếp á thì nó siêu lắc ha, sau khi dùng Grab á, thì nó chạy ok luôn. Đây nha shop, lên đây 4 số 1 111.com đó, thấy tốc độ sâu nè, đây là tốc độ sâu này nha, luôn nha sâu. À, còn để quay lại cái tốc độ lúc trước nào. Rồi đây là tốc độ trước nè. Nó khác nhau một trời một vực đó. Trước nha. Không chấm sáu mốt à. Còn sau nè. Sao mày giỡn trời Linh gì mà sao giỡn. Để mình đo lại tốc độ hiện tại nha. Rồi bây giờ mình dùng fast.com ha.
Phá chấm cơm cũng là một cái biện pháp đo rất là tốt ha, nhưng mà mình dùng thực tế thôi, chứ còn mình đo thì đôi khi con số nó cũng không có ý nghĩa nhiều đâu đó. Bé hả? Quẻ của anh là hôm qua giờ là anh muốn khóc luôn á, không có làm cái gì được hết. Dùng trên Office 365 mà Office 365 bị nặng nhất. Đây. Rồi nó lên 90 rồi nè, 90 30 rồi nè. Rồi nó lên 90 luôn rồi nè. Đó. Chung rất là kinh dị. À, cho nên bạn nào chưa chưa dùng thì chịu khó cài cái này dùng ha. Nhưng mà có một cái lưu ý này nè, thì cái phiên bản của chúng ta Befriend ha. Đây. Nó là một dạng phần mềm mà có sao ha, dùng miễn phí à. Nó giống như là 4G ở Việt Nam gì đó. Nó có mấy ghi băng thông tốc độ cao, rồi hết cái đó là nó sẽ về tốc độ thấp. Thì đây nó là connection, đây coi xem nè, nó hiện tại thì nó vẫn cho chúng ta dùng thoải mái nha, cho nên các bạn cứ dùng thôi. Connection wrap mà connect ha. Đây nó dùng kết nối với cái này nha. Rồi các bạn có thể thử ha. Việc trên internet cũng có một số bài hướng dẫn mà dùng cái này rồi, miễn phí. Chúng ta dùng để hỗ trợ cho công việc mùa này nhé. Học online kiểu này chết. Đây test lại nha. Ôi hồi nãy chạy liền. Còn đây là khi khi chưa dùng VPN ha, khi chưa dùng VPN thì nó như thế này nè. Nó quay vòng vòng vậy nè. Khổ lắm. Đó. Ban đầu là mình nghĩ hệ thống Office 365 nó có vấn đề gì đó, nhưng mà không phải, do kết nối mạng thôi. Ai link link tải ha, link download là 461 này nè. Link download. Rồi bây giờ chúng ta thử truy cập vào một cái server ha. Ví dụ canva.cn đi. Canva đây là Canva của Trung Quốc. Nó không hiểu về sao sao nhưng mà từ Việt Nam truy cập rất là chậm. Nhưng mà khi dùng cái này thì các bạn có thể tăng tốc độ ha. Để chúng ta truy cập thì Canva Trung Quốc nó có rất là nhiều mẫu mà phù hợp với thị hiếu của người châu Á. Nên các bạn có thể vào đây để tham khảo ha, cho mình những cái thiết kế mà nó đẹp để phù hợp với cái văn hóa của người châu Á hơn ha. Rất là nhiều mẫu đẹp, chúng ta tùy biến lại chút xíu là ngon à. Đây. Chúng ta vào chúng ta xem mẫu rồi chúng ta thực hiện trên canva.com ha. Đó. Tăng tốc rất là nhanh ha. Ở đây là bạn Nga hay dùng thì cứ vào dùng cài cái này để tăng tốc canva Trung Quốc ha. Rồi các bạn nào có câu hỏi gì về vấn đề này không? Giao lưu xíu nào. Nhưng mà có một số trường hợp này, ví dụ như các bạn đang đang mở cái này mà truy cập vào một số cái web, một số cái dịch vụ tại Việt Nam á, thì đôi khi nó lại chậm ha. Ở đây là chúng ta chịu khó nhảy qua nhảy lại với hai cái ứng dụng này để chúng ta có thể là phục
phù hợp hơn, tăng tốc hơn cho cái vấn đề của mình nha. Cái này thì nó miễn phí thôi, không có trả phí gì cả hiện tại như vậy. Các bạn có thể gõ W A R B 1111 là gì ha. Nó sẽ giới thiệu cơ chế cái kiểu là một dịch vụ ẩn IP gốc rồi các kiểu đây 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 đó. Mình thì mình hướng dẫn là cài cũng không có khó đâu. Nó nhanh hơn bình thường là rồi được anh, ví dụ anh Duy ơi, mình vào mình check mail được là được rồi, em thấy như vậy là được rồi. Chứ còn mà nó vô được thì nó còn đỡ hơn là không vô được. Nó vậy thôi. Còn thực tế dùng thì chúng ta linh động tí cũng được. Lúc nào mà làm việc với những cái dịch vụ ở Việt Nam thì chúng ta tắt nó đi, còn làm dịch vụ ở quốc tế thì chúng ta bật nó lên vậy thôi. Đó. Mình linh động tí. Em cũng vậy thôi. Dùng ví dụ như làm việc mà bây giờ mà làm việc một cái hosting ở Việt Nam đi, ví dụ là một cái web ở Việt Nam thì mà đang bật cái này nó chậm quá thì phải tắt để làm xong rồi bật lên để check mail ở hệ thống nước ngoài. Chứ bây giờ cũng có cách nào khác, bây giờ đứt cáp là bất khả kháng mà. Vô được thì là mừng rồi. Rồi, livestream hôm nay ngắn như vậy thôi. Hy vọng cái video này có thể giúp mọi người tăng tốc độ internet đối với các dịch vụ quốc tế nha. Trong cái mùa đứt cáp này, còn tin đứt cáp thì chắc cũng phải nay mai gì mới có. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong livestream sau.